Văn đang có mặt ngay tại một căn nhà tại mặt tiền Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn này chủ nhân đang kẹt dòng tiền, hạ giá mạnh, giảm từ 38 tỷ chỉ còn 31 tỷ đồng. Và căn nhà có một kết cấu rất là đẹp, 9 tầng và bên trong có thang máy vận hành. Căn nhà có diện tích đất chiều ngang là 6m, chiều dài là 9,5m, với diện tích sàn hơn 400m2 và vỉa hè là 4m nha anh chị, khá là rộng rãi và không quy hoạch lộ giới. Căn nhà được xây dựng kiên cố, có hệ thống cửa gỗ Malaysia chống cháy. Mỗi tầng đều có phòng cháy chữa cháy an toàn, cửa cách âm 2 lớp. Với căn này anh chị có thể cho thuê được khoảng 60 triệu một tháng. Và nếu anh chị quan tâm, hãy liên hệ Văn với số điện thoại 0938 868 120. Xin chào!